một trong những anh hùng của dân tộc Việt Nam. Phạm Ngũ Lão là biểu tượng của lòng yêu nước, sự dũng cảm và trí tuệ. Ông là một danh tướng nhà Trần, đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Ông cũng là một nhà văn, nhà thơ, đã để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Hôm nay, Ngũ Ôn Sử sẽ miêu tả về cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần của Phạm Ngũ Lão, một người con xuất sắc của dân tộc Việt Nam. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là danh tướng nhà Trần. Ông là người góp công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Từ nhỏ, Phạm Ngũ Lão nổi tiếng về chí khí khác thường. Thuở ấy, ở làng có một người tên Bùi Công Tiến, Đỗ Tiến Sĩ. Tổ chức ăn khao, cả làng kéo đến, riêng Phạm Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con sao không đến thì Phạm Ngũ Lão thưa: chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông, mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta nhục lắm. Đúng vào lúc Vương Triều Trần đang động viên sức dân, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Cùng thời gian đó, Trần Hưng Đạo đưa quân đi tập trận qua làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi, tiếng thét tránh đường vang lên ồn ả. Nhưng Phạm Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan sọt bên đường như không hề biết. Một người lính bực tức, lấy giáo đâm vào đùi nhưng ông không phản ứng gì. Nghe tiếng ầm ĩ, Trần Hưng Đạo định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì, thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa rõ sự việc. Trần Hưng Đạo thấy lạ liền đến trước mặt chàng trai. Thấy người này ước chừng 20 tuổi, đầu trần áo rách, khuôn mặt khôi ngô, một bên đùi bị giáo đâm chảy máu, nhưng vẫn ngồi đan sọt. Trần Hưng Đạo cất giọng hỏi: ngươi quê ở đâu? Bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế? Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng dáng uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, lình kính cẩn thưa: thưa đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mãi nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết có quân của đức ông qua đây, xin đức ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão đường hoàng, Trần Hưng Đạo sai người lấy thuốc đắp vết thương cho ông, rồi dò hỏi xem có quan tâm đến sự việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt hay không. Phạm Ngũ Lão thưa: thần tuy ở nơi thôn giả, song cũng biết giặc Nguyên Mông đang lăm le tiến vào nước ta, nên thần đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ đầu quân. Trần Hưng Đạo nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách liền hỏi sách gì. Phạm Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Trần Hưng Đạo hỏi về binh thư, không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Trần Hưng Đạo mừng rỡ nói: ngươi có chí khí lớn, ta rất mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài, ta muốn ngươi về Vạn Kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, ngươi thấy thế nào? Phạm Ngũ Lão vui mừng, song không đi ngay, mà xin phép về thưa lại với mẹ, khiến Trần Hưng Đạo xúc động. Sau một thời gian, Phạm Ngũ Lão đến quân danh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ. Được rèn cặp dưới tướng Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão trưởng thành, phát huy được những sở trường để trở thành một vị tướng tài năng kiệt xuất, lập được nhiều chiến công. Năm 1285, khi giặc Nguyên Mông xâm lược Đại Việt lần thứ hai, Phạm Ngũ Lão đương giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, trấn giữ vùng Ải Bắc, đã đem quân phối hợp với các cánh quân của Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, đánh cho giặc đại bại ở Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương, chém đầu Toa Đô và khiến chủ tướng giặc là Thoát Hoan phải bặt vía. Sách Những Danh Tướng Chống Ngoại Xâm Thời Trần ghi rõ: Thoát Hoan phải bặt vía đến nỗi khi hắn chỉ huy quân sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba, hễ chạm trán với Phạm Ngũ Lão là đã rụng rời tay chân, chỉ lo bảo toàn tính mạng. Uy danh của Phạm Ngũ Lão khiến kẻ thù khiếp sợ, khâm phục.
chúng gọi ông là Viên Hổ Tướng họ Phạm. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1287, có lần Phạm Ngũ Lão được giao nhiệm vụ đánh giặc ở ải Nội Bằng nhằm tiêu diệt đội quân địch do Thoát Hoan cầm đầu trên đường rút chạy. Tên tướng Thoát Hoan ham sống sợ chết, luôn tìm cách đẩy tay chân đi đối đầu với Phạm Ngũ Lão, còn hắn định thoát thân bằng hướng khác. Phạm Ngũ Lão biết trước điều đó, nên chia quân mai phục hết các ngã đường tắt sang biên giới, khiến tiền quân của Thoát Hoan bị đánh úp bất ngờ, còn hậu quân bị chặn không tiến được. Quân Thoát Hoan đi tới đâu đều vấp phải phục binh của quân Đại Việt và bị tiêu diệt gần hết. Chủ tướng phải trà trộn vào đám tàn quân mới thoát về nước và không dám đặt chân lên Đại Việt thêm lần nào nữa. Phạm Ngũ Lão, Viên Hổ Tướng mà giặc Nguyên Mông phải khiếp sợ, khi đó mới ngoài 30 tuổi. Những năm sau đó, ông còn được triều đình giao chỉ huy nhiều trận đánh. Ông nhiều lần dẫn quân trừng phạt sự xâm lược của Ai Lao và Chiêm Thành. Trận đánh nào ông cũng giành chiến thắng, nên được gọi là vị tướng bách chiến bách thắng. Không chỉ là tướng giỏi khi ra trận, Phạm Ngũ Lão còn rất tài tình trong làm thơ. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên viết: Phạm Ngũ Lão thích đọc sách ngâm thơ, là người phóng khoáng, có chí làm việc lớn. Thơ văn của ông cho đến nay chỉ còn có hai bài, đó là bài Viếng Hưng Đạo Đại Vương và Tỏ Lòng. Trong đó, bài Viếng Hưng Đạo Đại Vương được ông sáng tác để khóc Trần Quốc Tuấn. Bài thơ đánh giá Hưng Đạo Đại Vương là muôn dặm thành dài của nhà Trần, và không quên nhắc đến sự nghiệp bất hủ của ông. Bài Tỏ Lòng được nhiều người biết đến hơn. Bài thơ được dịch nghĩa: Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân như hổ nút trôi châu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu. Bài thơ này được truyền tụng trong ba quân, kích thích quân lính quyết lập chiến công, đánh thắng giặc Nguyên Mông. Theo sử sách, cuộc đời của Phạm Ngũ Lão, vị tướng xuất thân từ nông dân, đánh trận bách chiến bách thắng này có nhiều câu chuyện thú vị. Năm ông ngoài 20 tuổi, trông thấy ông là người tài giỏi, Trần Hưng Đạo liền đem con gái nuôi là Anh Nguyên quận chúa gả cho ông. Ông không những trở thành con rể của Hưng Đạo Vương, mà Phạm Ngũ Lão còn có tình bạn đẹp với con út vua Trần Thái Tông là Minh Hiến Vương Trần Uất, người ấn tượng với câu chuyện đan sọt bên đường của ông. Anh Nguyên quận chúa là người làng Đào Động, huyện Phụ Phượng, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây là một vùng đất đẹp, cùng với các làng Lộng Khê, Tô Đê, A Xào, từ đời Lý đã được tôn là Lý Triều Tứ Cố Cảnh. Chuyện kể rằng, một lần Trần Hưng Đạo dẫn quân qua đây, các bô lão và dân làng vui mừng chào đón. Họ cử Anh Nguyên ra hầu việc rót trà, tiếp nước cho ngài. Thấy cô gái trẻ xinh đẹp, nhanh nhẹn, đối đáp thông minh, đoan trang đức hạnh, Trần Hưng Đạo thấy yêu mến. Ông nhận xét đây là mỹ nữ lạc nơi thôn dã, và nhận cô gái ấy làm nghĩa nữ và đặt cho tên mới là Anh Nguyên. Từ một cô gái thôn quê, do cơ duyên may mắn trở thành con gái nuôi của một vị danh tướng kiệt xuất, mà Anh Nguyên được phong tước quận chúa. Cũng trong thời gian ấy, nhiều tướng lĩnh trong đó có Phạm Ngũ Lão cũng về huyện Phụ Phượng hội quân để chuẩn bị chống giặc Nguyên Mông. Trước cảnh đẹp của vùng đất này, tướng quân họ Phạm xúc cảnh làm thơ: Xuân đến lung linh rợp cờ trời hoa, hạc về để tiễn gió thu qua, dưới bóng trời mây đều rực rỡ, đáng cảnh thần tiên nhất nước nhà. Mến cảnh rồi mến cả người, trai tài gái sắc gặp nhau, Phạm Ngũ Lão và Anh Nguyên quận chúa đem lòng yêu thương nhau, lại được Trần Hưng Đạo vun đắp tác hợp chuyện tình yêu. Sau này khi đất nước sạch bóng ngoại xâm,
Trần Hưng Đạo đã xin vua cho con gái nuôi được mở dinh ở đảo Động. Không chỉ đảm đang việc nội trợ, nữ công, mà anh Nguyên còn giỏi võ nghệ, có tài thao lược, khiến Trần Hưng Đạo rất ngạc nhiên và thán phục. Về sau, ông giao cho con gái nuôi cai quản một cánh thủy quân, và nàng thường xuyên cho quân huấn luyện, thao diễn trên một đầm nước rộng lớn ở làng mình. Vì thế, đầm nước đó được gọi là Đầm Bà. Dù trở thành bậc cành vàng lá ngọc cao sang, nhưng anh Nguyên quận chúa vẫn gắn bó với quê hương. Nàng làm nhiều việc có ích cho dân quê, xóm làng. Nàng lại cùng chồng bỏ tiền tu bổ đình chùa, đền miếu trong vùng. Ân đức ấy được người dân nhớ mãi. Nay trong lời ca hát văn ở Đào Động, bài văn thỉnh mẫu anh Nguyên có câu rằng: nhà phúc sinh trang quốc sắc, đất thiêng đón khách anh hùng, Đầm Bà nhắc chuyện muôn xưa, sung vật nhớ thời trận mặc. Nay quận chúa xa chơi cõi hạc, quan điện tiền về chốn tiên nghe, ân đức chan trang sáng mãi không mờ, nén hương thơm dâng người thiên cổ. Ngoài chuyện tình của tướng quân Phạm Ngũ Lão với anh Nguyên quận chúa ra, ít thấy tư liệu sử sách nào đề cập thêm về đời tư của ông, nên hậu thế không mấy người biết về người vợ thứ hai của Phạm Ngũ Lão. Chuyện kể rằng, một lần tướng quân Phạm Ngũ Lão dẫn quân đi đánh trận qua vùng Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, nay là thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thì gặp một đội nghĩa binh kéo ra xin đi theo. Tướng quân Phạm Ngũ Lão nghe lính ở tiền quân chạy đến báo tin, lấy làm ngạc nhiên, liền phóng ngựa tiến nhanh về phía trước. Bấy giờ, chỉ huy toán nghĩa binh là một thiếu nữ trẻ đẹp, nai nịt gọn gàng, bước ra đứng trước hàng quân, chắp tay cúi đầu nói: nước có giặc, làm tôi con của triều đình, không thể không dốc sức vì vua. Chúng tôi đây, ở chốn quê mùa, tài hèn sức mọn, nhưng nguyện đem thân mình để báo đền ơn nước, dẫu có chết cũng cam lòng. Xin tướng quân thu nhận. Thấy người nữ tướng, Phạm Ngũ Lão liền xuống ngựa hỏi: tôi vâng mệnh triều đình đi đánh giặc Thát Đát, thế lực của chúng rất mạnh, muốn thắng được phải nhờ sức của muôn dân. Nhưng nàng là phận nữ, vốn quen với việc kim chỉ thêu thùa, làm sao có thể cầm cây giáo dài, dương cây cung nặng được. Cô gái liền đáp: kính thưa tướng quân, mất nước thì nhà tan, đánh giặc là việc chung của mọi người, đâu phải chỉ là việc của quân lính triều đình. Xưa kia đã có bà Trưng, bà Triệu, sau còn có bao nữ kiệt anh hùng khác, gương sáng tỏ như nhật nguyệt, uy danh còn vang vọng đến nay. Thế thì việc phận gái dự chuyện binh đao đâu phải là hiếm thấy. Tướng quân Phạm Ngũ Lão rất thán phục trước sự đối đáp và ý chí mạnh mẽ của cô gái. Ông đồng ý cho cô gái và đội nghĩa binh đi theo. Cô gái ấy tên là Lương Thái Tần, con của một nhà đình khá giả, có truyền thống binh thư võ nghệ. Từ đó, Lương Thái Tần và đội quân nông dân của nàng đã tham gia nhiều trận đánh do tướng quân Phạm Ngũ Lão chỉ huy. Về sau, ông khuyên Lương Thái Tần đem quân về quê, gây dựng đồn lũy, tích trữ lương thảo để cung ứng cho triều đình. Khi vì Kiện Khê, Lương Thái Tần vận động dân chúng khai ngòi, khơi mương nước, khẩn đất hoang để trồng cấy, mộ thêm quân lính, rèn đúc vũ khí, góp sức vào cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ ba. Lại nói về Phạm Ngũ Lão, sau trận đại thắng, ông được triều đình phong tước lớn, nhưng vì công việc bận rộn lại phải dẫn quân đi đánh Ai Lao, xâm phạm bờ cõi phía Tây, nên ông chưa có dịp trở lại Kiện Khê để thăm Lương Thái Tần, người con gái mà ông đã thầm yêu mến từ lâu. Theo chính sử, đầu năm Đinh Dậu, quân Ai Lao lại lấn chiếm biên giới, tràn đến thượng lưu sông Mã. Phạm Ngũ Lão được lệnh dẫn quân đi đánh. Nước Ai Lao xâm lấn sông Tràng Long, Phạm Ngũ Lão đem quân đánh, quân giặc bị thua, lấy lại được đất cũ. Vua ban vân phù cho Phạm Ngũ Lão. Sau trận chiến này, Phạm Ngũ Lão về Kiện Khê,
hỏi cưới Lương Thái Tần, người vợ thứ của ông. Không chỉ giỏi chiến trận mà còn rất quan tâm đến đời sống dân chúng. Bên cạnh việc khuyến nông, phu nhân còn bỏ tiền làm cầu đường, xây chùa miếu, cấp phát tiền gạo cho dân nghèo trong vùng. Ân đức rất lớn, nên sau này khi mất, triều đình đã phong là Thủy Tinh Công Chúa. Dân làng đã dựng đền thờ Thủy Tinh Công Chúa vào năm Ất Mão. Ngôi đền đó nay là đền Bản Tĩnh, còn gọi là đền Cột Cờ, thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định. Lê Anh, người ôn sử. Hy vọng video này đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.